Kết quả hay tất cả gì bạn nhận được trong cuộc sống đều được quyết định bởi duy nhất một điều, đó là hành động. Đọc sách quan trọng, tham gia những khóa học quan trọng. Nhưng nếu như bạn không biết áp dụng những kiến thức bạn học được từ những khóa học, từ những cuốn sách và biến nó trở thành hành động cụ thể thì cũng không có điều gì sẽ xảy ra với bạn cả. Và nếu như bạn đã cố gắng thay đổi trong khoảng thời gian quá dài nhưng mà vẫn chưa đạt được kết quả mà bạn mong muốn thì không phải do bạn chưa tìm được một khóa học giá trị, mà lý do đó là do bạn chưa biết áp dụng những kiến thức mà bạn học được và có những hành động cụ thể để tạo ra những kết quả thật sự. Và ngày hôm nay trong video này tôi sẽ chia sẻ với bạn 4 hành động mà bạn có thể làm ngay hôm nay để tạo ra kết quả thật sự. Hành động thứ nhất của bạn có thể làm để tạo ra kết quả thật sự đó là đối diện với nỗi sợ. Phần lớn chúng ta ai cũng biết rằng mình cần phải làm gì để có được thành công trong cuộc sống này. Giống như tất cả chúng ta gần như ai cũng biết rằng để có thể có được một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta cần phải tập thể dục, chúng ta cần phải ăn uống điều độ, chúng ta phần cần phải nghỉ ngơi hợp lý. Tất cả chúng ta ai cũng đều biết điều đó. Cũng như tất cả những người bán hàng online, họ đều biết rằng để có thể bán được nhiều hơn thì họ cần phải livestream, họ cần phải tương tác, họ cần phải xuất hiện nhiều hơn trên Facebook. Cũng như tất cả chúng ta đều biết rằng nếu như bạn yêu một cô gái nào đó và bạn muốn cậu đón nhận tình cảm của bạn thì bạn cần phải thổ lộ tình cảm với cô ta. Nếu như bạn đi làm, bạn muốn tăng lương thì nhất định bạn cần phải nói chuyện với sếp của mình và yêu cầu sếp tăng lương. Tất cả chúng ta ai cũng đều biết những điều đó. Nhưng để có thể làm từ điều đó thì chúng ta cần rèn luyện một kỹ năng, đó là kỹ năng vượt qua giới hạn, đối diện với nỗi sợ của mình. Ngay ngày hôm nay tôi muốn bạn hãy hỏi bản thân mình một câu hỏi: đâu là 20 điều bạn nghĩ rằng mình cần phải làm và nên làm nhưng vì một lý do nào đó mà bạn đã không làm nó, vì sợ một điều gì đó mà bạn đã không làm nó? Hãy liệt kê ra danh sách 20 điều đó. Đó có thể là livestream, đó có thể là thuyết trình, đó có thể là đọc cuốn sách. Có nhiều người đọc sợ đọc một cuốn sách các bạn. Ok, nếu đó là nỗi sợ của bạn thì hãy liệt kê nó ra. Và sau khi bạn liệt kê, sau khi bạn đã có danh sách này, điều tiếp theo tôi muốn bạn làm đó là hãy lập cho mình một kế hoạch và đối diện với tất cả những nỗi sợ này và hãy vượt qua tất cả những nỗi sợ này. Nếu như bạn không có một thói quen vượt qua nỗi sợ, đối đầu với nỗi sợ thì cho dù bạn đọc bao nhiêu cuốn sách, cho dù bạn tham gia bao nhiêu khóa học, bao nhiêu cuộc hội thảo thì cũng không có kết quả gì cả. Đối diện với nỗi sợ đó là hành động mà bạn có thể làm ngay hôm nay để tạo nên sự thay đổi. Hành động thứ hai bạn có thể làm để tạo nên sự thay đổi đó là làm quen với sự thay đổi. Nếu như bạn làm một điều gì đó trong 6 tháng mà nó không cho kết quả giống như bạn mong muốn thì hãy thay đổi nó. Nếu bạn có một công việc, bạn làm nó trong 6 tháng như mức lương nào đó mà không giúp bạn sống một cuộc đời giống như bạn mong muốn thì hãy thay đổi công việc đó. Nếu như bạn đến một thành phố, bạn sống ở thành phố đó trong 6 tháng nhưng mà bạn không tìm thấy bất kỳ một cơ hội nào thì hãy chuyển sang một thành phố mới. Nếu như bạn đang giữ một niềm tin trong khoảng thời gian nhưng niềm tin đó không giúp bạn có được những điều bạn mong muốn thì hãy thay đổi niềm tin. Thay đổi là cách duy nhất để bạn có thể tìm thấy đam mê của mình. Nếu như bạn cứ giữ một công việc thì làm thế nào bạn có thể tìm thấy đam mê của mình? Cách duy nhất để tìm thấy đam mê đó là hãy thử thật nhiều thứ các bạn ha. Phải thử thật nhiều thứ, phải làm thật nhiều thứ thì đến một ngày nào đó thì bạn sẽ phát hiện ra đâu là cái mà bạn thực sự yêu thích, đâu là cái mà bạn thực sự đam mê và bạn sẽ gắn bó với nó và nó sẽ đem lại giá trị cho bạn. Đó là hành động thứ hai, chấp nhận sự thay đổi. Hành động thứ ba bạn có thể làm để tạo nên sự thay đổi ngày hôm nay đó là thừa nhận sai lầm. Đến lúc bạn phải ngồi lại, nhìn nhận lại những gì mình đã làm trong một năm qua và đánh giá một cách trung thực nhất về những gì mình đã làm, những sai lầm của mình. Đó có thể là dành quá nhiều thời gian cho Facebook, dành quá nhiều thời gian để xem TV hay là giao du kết bạn với những người không phù hợp. Hãy ngồi lại và đánh giá thật sự nghiêm túc về những gì bạn đã làm. Nếu như con thuyền của bạn có những lỗ hổng, cho dù đó là những lỗ hổng nhỏ nhất, nếu như bạn không tìm cách vá nó lại thì nước sẽ tràn vào trong con thuyền của bạn và đến một ngày nào đó con thuyền của bạn sẽ bị đắm. Hành động tiếp theo, hành động thứ tư bạn có thể làm để tạo nên sự thay đổi cho tương lai của mình ngay hôm nay đó là bắt đầu thưởng phạt công minh đối với chính bản thân mình. Có một thực tế là nếu như một ai đó thất hứa với bạn, không giữ lời hứa với bạn thì bạn sẽ nổi giận với họ. Ví dụ như sếp của bạn hứa với bạn rằng
10 tay sẽ trả lương cho bạn, nhưng đến ngày hôm nay 15 tay rồi bạn vẫn chưa nhận được lương thì bạn bắt đầu khó chịu, đúng không ạ? Bắt đầu khó chịu. Và đến 20 tay, 30 tay mà bạn vẫn chưa nhận được lương thì bạn sẽ đùng đùng nổi giận đến trước mặt ông ta đập bàn và nói rằng tại sao ông làm ăn gì kỳ vậy, đến giờ phút này mà vẫn chưa trả lương cho tôi. Đó là cách mà hầu hết chúng ta làm. Ok, khi một người nào đó thất hứa với chúng ta thì chúng ta nổi giận với họ. Nhưng đến khi mà chúng ta thất hứa với chính bản thân mình thì chúng ta rất dễ dàng bỏ qua và còn viện những lý do để bào chữa cho những cái sự thất hứa đó. Đã bao nhiêu lần bạn hứa với bản thân mình rằng sẽ dậy sớm để tập thể dục, để chăm sóc cho cơ thể của mình, nhưng mà cuối cùng bạn lại không dậy sớm, bạn thất hứa với chính bản thân mình. Rồi sau đó bạn vẫn vui tươi, coi như sao không có chuyện gì xảy ra cả. Có bao giờ bạn hứa với bản thân mình rằng phải học tiếng Anh, nhưng cuối cùng bạn không học? Bạn thất hứa với chính bản thân mình, nhưng cuối cùng bạn vẫn xem như bình thường, không chuyện gì xảy ra cả. Và thậm chí bạn còn viện những lý do để bào chữa cho cái sự thất hứa đó. Người khác thất hứa với bạn thì bạn đùng đùng nổi giận, còn chính bản thân mình thất hứa với bản thân mình thì bạn viện ra những lý do để bào chữa cho sự thất hứa đó. Hãy tập một thói quen, đó là nghiêm khắc với chính bản thân mình. Khi bạn mắc một sai lầm nào đó, hãy nghiêm khắc với chính bản thân mình. Hãy học cách nóng giận với chính bản thân bạn. Hãy học cách nghiêm khắc với những lỗi lầm của bạn và dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của người khác. Chỉ đơn giản hành động đó thôi sẽ giúp bạn có những thay đổi. Và đó là 4 điều bạn có thể làm ngay hôm nay sẽ giúp bạn tạo ra kết quả. Hãy nhớ một điều: hành động mới có thể tạo nên kết quả. Đọc sách hay tham gia những khóa học không thể nào giúp bạn tạo nên kết quả. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với bạn đó là xem video của người khác sẽ không thể nào giúp bạn tạo nên kết quả. Hãy tự tạo ra video của chính mình.